Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xóm Thượng Làng Mai trong khóa An cư Kết Đông 2009-2010. Đây là một trong những giây phút hạnh phúc của đại chúng. Phải không? Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Duy Lâu Lạc Vương, kinh thứ 16 của Nghĩa Túc Kinh. Chúng ta hãy đọc lại năm cái bài kệ đã học hôm Chủ nhật vừa qua. Hãy lắng nghe và quan sát để thấy tại vì sao mà từ trạng thái an lành người ta đã đưa xã hội tới tình trạng đầy khủng bố bạo động như hiện nay. Các thế hệ vừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng trở thành như thế? Tôi muốn nói với các vị về chuyện đau thương này và kể cho quý vị nghe làm sao mà tôi đã buông bỏ được tâm trạng sợ hãi của tôi. Người đời trải nghiệm từ cái khổ này đến cái khổ khác, như con cá sống trong một nơi mà ở đó càng ngày nước càng khô cạn. Trong hoàn cảnh khổ đau, ý tưởng bạo động dễ nảy sinh. Và có người vì u mê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố trừng phạt. Cả thế giới đều đang bốc cháy vì bạo lực. Mười phương loạn lạc cả mười phương. Không có nơi nào thật sự còn an ổn. Ai cũng cho mình là hơn người. Ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì không thấy được sự thật ấy, cho nên con người cứ ấp ủ mãi cái tri giác sai lầm của mình. Từ trói buộc mình bằng những tri giác sai lầm ấy chỉ đem lại thêm cho mình nhiều tối tăm và thống khổ. Tôi đã nhìn sâu vào trong tâm ý của những người không có hạnh phúc. Và tôi đã thấy một mũi dao nhọn được che giấu dưới những niềm thống khổ của họ. Và vì chính họ không trông thấy mũi dao nhọn ấy trong tâm, cho nên họ khó có khả năng chịu đựng được niềm đau. Cái niềm đau gây ra cho mũi dao nhọn ấy kéo dài, không thay đổi. Và vì thế cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn đó mà đi. Cho nên họ làm cho niềm đau trong họ ngập tràn thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận diện được nó và lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ đau mới không còn và mình mới có cơ hội dừng lại. Bây giờ chúng ta học sang bài kệ thứ 6. Trong những hệ lụy của cuộc đời, mình đừng để cho tự thân vương vấn vào bất cứ một hệ lụy nào. Những gốc rễ của tà loạn phải biết cắt đứt. Phải buông bỏ, đừng nương vào chúng nữa. Nếu buông bỏ được tà dục thì ta có thể vượt qua mọi khổ nạn. Cái hành giả phải vượt ra khỏi cái vòng khổ nạn thì mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát cho mình, cho chính mình. Trong những hệ lụy của cuộc đời, mình đừng để cho tự thân vương vấn vào bất cứ một hệ lụy nào. Thế diệt hữu là trong cuộc đời nó có những cái đó, nó có những cái hệ lụy đó. Hữu tức là có.
tất mạc thọ, tức là đừng có nhận chịu, đừng có vướng víu vào những cái hệ lụy đó. Mạc tức là đừng có nhận chịu, đừng có vướng mắc một trong những cái hệ lụy đó, những cái nó cột mình, nó cái nó giam hãm mình, nó đè nén mình. Những gốc rễ của tà loạn phải biết cắt đứt. Tà loạn 4, xá mạc y. Chứ bạn đây có nghĩa là gốc rễ tà loạn. Tà là cái gì nó không có thẳng, nó xiên một bên. Loạn là nó bất an. Gốc rễ của tà loạn thì mình phải biết buông bỏ. Xá tức là buông bỏ. Mạc tức là đừng có, y là nương vào, dựa vào. Những cái gì mà có tính cách tà, tức là bất chánh, những cái gì mà có tính cách loạn, là không có bình an, thì mình phải thấy được gốc rễ của nó. Và khi thấy gốc rễ rõ rồi thì phải nhổ lên, phải xả bỏ và đừng có dựa vào nó nữa. Có thể là trong quá khứ mình đã dựa lên trên những cái như vậy, nhưng mình dựa lên trên những cái không có đáng dựa. Nó là tinh thần vô trú. Vô trú là không có nương tựa vào những cái mà không có đáng nương tựa. Những gốc rễ của ta loạn phải biết cắt đứt, phải buông bỏ, đừng nương vào chúng nữa. Xá tức là buông bỏ, đừng nương vào chúng nữa. Nếu buông bỏ được tà dục thì ta có thể vượt qua mọi khổ nạn. Dục khá yếm, nhất thiết độ. Yếm này tức là mình buông bỏ được, mình chán nó được. Mình thấy nó, mình biết chán. Còn khi mà mình chưa biết chán thì mình vẫn cứ tiếp tục ôm lên nó. Yếm là chán. Ví dụ mình ưa ăn một cái món nào đó, mỗi lần ăn vô thì đau bụng. Mình đau bụng cho đến một cái ngày hôm kia, một ngày đó mình thấy cái món đó, mình chán nó luôn. Từ đó mình giải thoát. Dục khá yếm nhất thế độ. Khi mà mình đã nhàm chán, mình đã ớn cái đối tượng đam mê đó rồi, thì nhất thiết độ là mình có thể vượt qua được tất cả. Nhất thiết là tất cả. Nếu buông bỏ được tà dục thì ta có thể vượt qua được mọi khổ nạn. Học tỳ khổ, việc tự thành. Cái hành giả phải vượt ra khỏi cái khổ nạn, cái vòng khổ nạn thì mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát cho chính mình. Chữ học đây có nghĩa là sự thực tập. Ở trong đạo Phật, chữ học shiksha nó có nghĩa là luyện tập, chứ không phải là mở sách ra đọc gọi là học. Học tức là practice, training. Tỷ tịch này là vượt ra khỏi khổ, vượt ra khỏi cái vòng khổ nạn. Thực tập để mà vượt ra khỏi cái vòng khổ nạn, vượt là chữ Việt, Việt có nghĩa là vượt. Cái quốc hiệu Việt Nam á, nó cũng có nghĩa là vượt lên. Việt này là cũng là tên của nước Việt Nam, giống như là chữ Pháp ấy, là tên của nước Pháp. Đây thầy nào sư cư chú nào cũng có pháp hiệu bắt đầu chữ Pháp. Chữ Pháp này
nó có nghĩa là giáo pháp, nó cũng có nghĩa là nước Pháp. Thì chữ Việt này nó cũng có nghĩa là Việt Nam. Việt có nghĩa là vượt lên, overcome, transcending. Ngày xưa có hàng trăm bộ tộc Việt, gọi là Bách Việt. Bách Việt. Và cái bộ tộc mà nó ở miền Nam á, là Việt Nam, là Nam Việt, Nam Việt. Và bây giờ Trung Quốc có nhiều giống Việt lắm, nhưng mà không phải là Nam Việt, nó là Mân Việt. Có nhiều loại là Việt lắm. Học thì khổ, việc tự thành. Mình phải thực tập như thế nào để vượt thoát, tránh và vượt thoát cái vòng khổ não thì mình mới có thể tự mình thành tựu được cái tuệ giác. Tức là thành ở đây tức là realization, tức là thành tựu được cái mình mong muốn, tức là đạt tới cái tuệ giác. Tu là để đạt tới cái tuệ giác, chứ không phải là để làm chủ ngôi chùa lớn. Trong những hệ lụy của cuộc đời, cái tức này là tất cả đó. Và vì có cái chữ tất cả này, cho nên mình phải dịch là trong tất cả những hệ lụy của cuộc đời, mình đừng để cho tự thân mình vướng vào bất cứ một cái tục lệ nào, hệ lụy nào khác. Nhưng gốc rễ của tà loạn phải biết cắt đứt, phải biết buông bỏ, đừng vương vấn vào chúng nữa. Nếu buông bỏ được tà dục thì ta có thể vượt qua mọi khổ nạn. Cái hành giả phải vượt ra khỏi vòng khổ nạn thì mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát cho chính mình. Bây giờ chúng ta đi sang cái bài thứ 7. Kẻ hành giả chân chính phải có tâm già chí thành. Đừng tự hành động dựa trên vọng tưởng. Chí thành nghĩa là mình thật sự tin tưởng vào cái đó. Mình đem hết cái tâm của mình đặt vào đó, gọi là chí thành. Thành đây có nghĩa là thành thật với chính mình. Và cái thành thật đi tới cái mức cao độ nhất của nó gọi là chí thành. Mình làm cái gì mà mình có cái tâm niệm chí thành thì mình mới thành tựu được. Mình tu cũng vậy, phải có cái tâm niệm chí thành. Cái hành giả chân chính phải có tâm già chí thành. Đừng tự hành động dựa trên vọng tưởng. Mạc vọng cứ. Mạc là đừng có. Don't. Refrain. To refrain from. Vọng tức là sai lầm. Vọng tưởng cứ là hành động. Cứ động, hành động. Đừng có vọng động, đừng có hành động căn cứ trên cái tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm mà hành động là đem lại khổ đau. Cứ đường thẳng mà đi, không nói lưỡi hai chiều. Trì trực hành, trực là thẳng, hành là đi, nắm vững lấy con đường thẳng mà đi, không lưỡng thiệt. Không có nói hai lời khác nhau. Ở dưới Sâm Hà nó có một câu đối ở trong thiền đường: nhất hạnh vô nhị ngữ, tức là một hành động mà không có hai lời nói khác nhau. Nhất hạnh vô nhị ngữ, nó có nghĩa là thầy nhất hạnh
không có nói lưỡi hai chiều. Đó là câu đối của các Phật tử bên Hồng Kông tặng thầy Đức Hạnh Vô Nhị Ngữ. Mình đi xuống Sâm Hải nhiều lần, mình có thấy cái câu đối đó không? Tức là thầy Nhất Hạnh không có nói hai lời khác nhau. Đi con đường thẳng và không có nói hai lời, không có nói hai câu khác nhau. Không có hôm nay nói thế này, mai nói thế khác. Hôm qua nói là nếu không có em thì chắc tôi chết quá. Hôm nay thì nói nếu mà em cứ còn đó thì chắc tôi chết quá. Phải biết cách dập tắt ngọn lửa của sự hờn giận. Phải biết cách làm tan vỡ khối tham vọng của mình. Diệt nhuế hỏa, hoài tán tham. Diệt tức là làm cho hư đi, làm cho tan nát đi. Làm cho tan nát đi cái ngọn lửa của hận thù. Dập tắt được ngọn lửa của hận thù. Đó là hiệu lệnh. Ở trong con người mình nó có một ngọn lửa của hận thù. Và nơi người kia cũng có ngọn lửa của hận thù. Nơi người khủng bố nó có ngọn lửa của hận thù. Mà nơi người đang tìm cách tiêu diệt những người khủng bố cũng có ngọn lửa của hận thù. Và cái ngọn lửa hận thù đó, tức là cái mũi tên, cái mũi dao nhọn, nó có mặt không phải chỉ ở nơi người khủng bố, mà nó có mặt ở trong trái tim của người chống khủng bố. Và chúng ta đã học trong những bài trước là khi mà mình nhận ra được cái sự có mặt của cái mũi dao nhọn ở trong mình rồi, mà mình lấy ra được rồi thì mình mới khỏe. Mình khỏe rồi thì mình mới giúp cái người kia lấy cái lưỡi dao nhọn của người kia ra. Đó là vấn đề đối trị với khủng bố. Chứ không thể nào đối trị bằng gươm súng bom đạn được. Thì ba cái chữ này á là cái hiệu lệnh. Diệt nhuế hóa, tức là dập tắt ngọn lửa của hận thù. Ngọn lửa của hận thù nó nằm ở trong lòng người kia, nó làm cho thế giới điên đảo rung rinh. Và mình muốn cho cái ngọn lửa hận thù đó không còn nơi người kia nữa. Nhưng mà ở trong chính mình nó cũng có ngọn lửa của hận thù, cũng có sự ghét bỏ, cũng có sự kỳ thị, mình cũng có cái mũi dao nhọn. Và mình chưa lấy được, vì mình chưa lấy được mũi dao nhọn trong tâm mình, cho nên mình không có khả năng giúp người kia lấy cái mũi dao nhọn trong tâm người kia. Nên vấn đề đầu tiên là phải lấy cái mũi dao nhọn từ trong tâm của mình ra trước.
người kia có thể là người Taliban, còn người này có thể là người Mỹ. Theo cái giáo lý này, thì người Mỹ có thể giúp người Taliban, người Taliban có thể giúp được người Mỹ. Người nào lấy được cái mũi tên nhọn ra khỏi trái tim của mình trước, thì người đó có khả năng giúp người kia lấy ra khỏi. Trước hết phải coi người kia là anh em của mình và không có được giết nhau. Mình có thể làm gì được để giúp cho người kia lấy ra khỏi cái trái tim của họ, cái mũi dao nhọn đó. Và mình biết rất rõ là muốn giúp cho người kia lấy ra khỏi cái mũi dao nhọn đó, để cho người kia bớt khổ, thì trước hết mình phải lấy cái ngọn mũi dao nhọn đó từ trong trái tim của mình ra trước. Và lấy mũi dao nhọn đó ra, tức là dập tắt ngọn lửa của hận thù. Và có phải có những phương pháp, phải có quán chiếu mới làm được. Chứ không phải là tại mình muốn dập tắt ngọn lửa hận thù là mình dập được. Và mình phải hoài tán tham, phải làm cho nó tan vỡ ra. Tán là tan ra cái khối tham vọng ở trong con người của mình. Chính mình cũng có một khối tham vọng ở trong lòng, và tham vọng nó đi theo với hận thù, và hận thù nó đi theo với sợ hãi. Ba cái: tham vọng, hận thù và sợ hãi. Mình còn tham vọng mà mình trách người ta tham vọng, mình có hận thù, mình muốn tiêu diệt người ta mà mình nói người ta hận thù, muốn tiêu diệt mình. Mình nói mình sợ hãi, nhưng mà họ cũng có niềm sợ hãi của họ. Đấy, bên giống nhau lắm. Bên terrorist với bên anti-terrorist đều có giống như nhau hết. Phải biết cách dập tắt ngọn lửa của sự hận thù, phải biết cách làm tan vỡ khối tham vọng của mình. Nếu biết cởi bỏ được những ràng buộc của phiền não, thì mình có thể bắt đầu thấy được bến bờ của giải thoát. Xá não giải, hiệt kiến độ. Xá là cởi bỏ, buông bỏ. Não tức là những cái phiền não, những cái afflictions, như là hận thù, như là tham vọng. Phải làm sao mà lấy ra khỏi cái khối hận thù và tham vọng ở trong con người của mình. Giải tức là cởi trói. Nó có một cái sợi dây hận thù, sợi dây tham vọng, sợi dây sợ hãi. Nó trói mình. Và như vậy thì dùng cái sự thông minh vững chãi của mình, chữ hiệt này nó có hai nghĩa. Trước hết là nó có nghĩa vững chắc. Thứ hai là nó có nghĩa thông minh, khôn khéo. Với cái sự vững chãi, thông minh, khôn khéo đó, mình từ từ mình thấy được cái bến bờ bên kia. Độ tức là đi qua, paramita.
Bây giờ cả hai bên đều ở bên, đều đang ở bên bờ bên này hết. Cả những người khủng bố và cả những người chống khủng bố đều đang ở bên cái bờ của khổ đau, của hận thù, của sợ hãi, của tham vọng. Thì làm sao mình có thể đi qua được đến bên bờ bên kia? Bờ bên kia là bờ không có hận thù, không có khổ đau, không có tham vọng. Và làm sao mình đi qua với nó được, mà mình cũng đưa được cái người này đi qua với mình, cái người mà mình gọi là kẻ thù, cái người mà mình gọi là American, hay là cái người mà mình gọi là Taliban, đều đi qua một lần với mình. Mà con đường từ bờ bên này đi sang bên kia là con đường tháo bỏ, tháo bỏ những cái phiền não, trong đó có tham vọng và có hận thù. Bến bờ giải thoát, mình dịch là thấy được cái bến bờ của giải thoát, kiến độ. Nếu biết cởi bỏ được những ràng buộc phiền não thì mình có thể vững chãi, thông minh, bắt đầu thấy được bến bờ của giải thoát. Nhuế là sự giận dữ, sự căm thù, và tham là tham vọng. Hận thù và tham vọng là hai cái năng lượng, nó có tính cách công phá, tàn phá, tiêu hủy. Nó là hai trong những cái tâm hành độc hại mà mỗi người trong chúng ta đều có. Người thì có nhiều, người thì có ít. Trong chúng ta nó có cái tâm hành gọi là vô tham, là không có tham. Nó ngược lại với cái tâm hành tham. Vô tham nó là cái tên khác của generosity. Cái khả năng có thể ban phát ân đức. Có thể ban phát ân đức. Và khi mà trong lòng mình nó có cái tâm niệm vô tham, tức là không có tham vọng, thì mình biết là mình có sự thảnh thơi, có sự giải thoát. Tại vì tham vọng là một cái sợi dây nó cột và nó kéo.
Và khi mình bị sợi dây tham vọng nó cột kéo thì mình không có tự do. Còn khi mà không có sợi dây tham vọng nó cột và nó kéo thì mình thấy rất là thảnh thơi. Đi cũng hạnh phúc, ngồi cũng hạnh phúc, làm cái gì cũng hạnh phúc hết. Là tâm niệm vô tham. Có những lúc tâm niệm tham nó trấn ngữ thì mình thấy mình khổ. Nhưng mà khi mà trong lòng không có tham thì mình thấy mình khỏe quá. Và theo cái phương pháp quan niệm của mình đó, là khi mà có cái tâm tham đó, thì mình phải biết rằng cái tâm tham đang có, cái sự ham muốn đang có ở trong mình. Thở vào, tôi biết là cái ham muốn, cái thèm phát nó đang có ở trong tôi và nó đang làm cho tôi khổ. Cái đó là gọi là chánh niệm. Khi mà có sự ham muốn, sự thèm khát thì cái người hành giả phải thở và phải biết rằng đang có sự ham muốn và đang có sự thèm khát trong tôi, và vì vậy cho nên tôi đang khổ. Mình không cần phải đánh phá nó, tiêu diệt nó liền lập tức, không cần. Từ từ, tu là cứ từ từ. Trước hết là mình chấp nhận nó, mình nhận diện nó, mình khoan hành động gì hết đó. Thở vào, tôi biết rằng cái tâm niệm thèm khát, ham muốn nó đang có trong tôi. Tôi đang thở và tôi đang nhận diện nó, tôi đang ôm ấp nó. Thì tự nhiên nó có một sự thay đổi trong tâm liền. Cái tham, cái muốn nó còn đó, nhưng mà mình bắt đầu mình có một ít an lạc. Tại vì có chánh niệm, nó làm cho cái phong cảnh nó thay đổi. Mà chánh niệm tức là Bụt, Bụt đã tới với mình rồi, và Bụt đang cùng với mình để chăm sóc cái tự thân của mình. Bụt ơi, con đang thơ vô và con thấy rằng trong con có cái sự thèm khát, có sự ham muốn, nó làm cho con khổ. Bụt ngồi đây với con đi. Rồi hai thầy trò ngồi thở thì tự nhiên thấy khỏe. Dù là cái tham vọng đó, cái thèm muốn đó nó chưa có tiêu diệt nhưng mà đã thấy khỏe rồi. Còn khi mà không có tham vọng, không có thèm khát, không có ham muốn thì mình cũng phải nhận diện. Bụt ơi, trong cái giây phút này con có thèm khát, con khỏe quá đi. Trong giây phút này con có tham muốn, con khỏe quá đi. Bụt mừng cho con đi. Thì mình cũng nhận diện được cái tâm trạng gọi là tâm trạng vô tham. Khi mà có tham thì nhận diện tham. Khi mà có vô tham thì nhận diện vô tham. Mà khi mình nhận diện vô tham thì hạnh phúc nó tới. Nó tới liền lập tức. Còn nhuế cũng vậy. Khi mà có sự hận thù, có sự giận dữ thì mình phải thực tập thở vào. Tôi nhận diện có sự hận thù, có sự giận dữ trong tôi, nó làm cho tôi đang đau khổ. Tôi đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa của hận thù, của giận dữ. Bụt ơi, con đang giận và con đang khổ. Bụt thở với con đi để cho con bớt khổ. Thì mình thở với Bụt, mình thở với Thầy và mình nhận diện được cái giận hờn, cái bực bội của mình. Thì tự nhiên mình có bớt khổ. Và cứ như vậy mà đi tới. Không cần phải đánh lộn. Không cần phải tạo ra cái khung cảnh chiến trường ở trong tâm của mình. Tại vì cái giận kia, cái thù kia nó cũng là mình. Mình không có được đánh phá nó. Mình không có được bạo hành với nó. Mình phải chăm sóc nó, mình phải ôm lấy nó. Mình phải nói rằng cái giận của tôi ơi, cái bực bội của tôi ơi, tôi biết anh có đó. Tôi đang thở ở đây và tôi sẽ chăm sóc cho anh. I will take care of you, my little anger.
Thì cái cách đó gọi là nhận diện đơn thuần, ôm ấp cái hận thù cơn giận thì sẽ đỡ khổ liền lập tức. Và khi mình không có hận thù, không có giận dữ, thì mình cũng phải thực tập, mình nói thở vào, tôi không có thấy có hận thù, tôi không có thấy có giận dữ trong tôi, sướng quá đi Bụt ơi, con đang thở vô và con thấy trong con không, bây giờ đây trong giây phút này không có hận thù, không có giận dữ, Bụt vui với con không? Đó là giây phút hạnh phúc. Và mình có những giây phút như vậy trong ngày, mà tại sao mình không có nhận diện để mình có hạnh phúc? Mình đi tìm hạnh phúc ở chỗ nào nữa? Sự thật á, là cái tâm của mình nó rất là lớn. Và cái hạt giống của hận thù, sợ hãi, tham vọng nó nằm ở dưới này. Và nếu mình nằm yên á, thì trên này á, nó có sự bình an. Trên này là ý, dưới này là tàng. Tàng tức là nó cất giữ những cái hạt giống của tham hay là của vô tham, nó có ở dưới đó. Những hạt giống của nhuế, của vô nhuế, nó có ở dưới đó. Khi mà hạt giống tham nó đi lên trên này, thì mình khổ. Mà khi mà hạt giống vô tham nó lên trên này, thì mình hạnh phúc. Vì vậy cho nên phương pháp thực tập của mình là đừng để cho cái anh chàng này nó đi lên. Làm thế nào để cho nó cứ ngủ yên ở dưới này, rồi nó cứ ngủ yên tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, thì từ từ nó nhỏ, nó yếu, nó nhỏ lại, nó yếu lại từ từ. Nhất là khi cái anh chàng vô tham này, mỗi ngày mình đều mời nó lên chơi hết, thì mỗi ngày nó càng lớn mạnh. Anh chàng này càng lớn mạnh, anh chàng kia càng nhỏ đi. Cái hạt giống tham và hạt giống vô tham nó đi đôi với nhau. Hễ hạt giống vô tham nó lớn thì hạt giống tham nó nhỏ lại. Cái hận thù cũng vậy. Hạt giống hận thù và hạt giống từ bi là hai cái nó có liên hệ với nhau. Khi mình có tình thương, và nếu khi tình thương nó được phát hiện thường xuyên ở trên mặt ý thức, thì nó có cơ hội lớn lên ở dưới này. Và khi mà hạt giống của tình thương lớn thì hạt giống của hận thù nó nhỏ từ từ lại. Hai cái nó dính liền với nhau. Thì cái phương pháp tu tập đó gọi là chánh tinh tấn, tứ chánh cần. Một cái lớn thành một cái nhỏ. Và muốn cho cái kia đừng có lớn thì tìm cách đừng cho nó phát hiện. Và thứ hai là làm cho cái hạt giống ngược lại nó càng ngày càng lớn. Và như vậy thì mỗi ngày nó càng nhỏ, càng yếu. Tất cả chúng ta, người nào cũng có hạt giống của ham muốn và của sợ hãi. Cái hồi mà chúng ta đang còn nằm ở trong bụng mẹ, thì chúng ta khỏi phải làm cái gì hết, khỏi phải lo lắng gì hết. Mẹ mình thở cho mình, ăn cho mình, ngủ cho mình. Mình khỏi phải làm gì hết. Thành ra trong vòng 9 tháng 10 ngày mình ở trong cái môi trường, cái cung điện đó một cách rất là êm thấm, khỏi lo, không lo lắng, không có sợ hãi, không có mong cầu gì hết. Rất là sướng. 9 tháng đó là 9 tháng có thiên đường. Và cung điện đó, tiếng Việt là
gọi là tứ cung. Tứ cung có nghĩa là cung điện của đứa con. Và mình đã được ở trong cung điện đó rất là ấm, rất là bình yên, rất là mềm. Nó mềm hơn bất cứ một cái tấm nệm nào hết đó. Tại vì đó là một tấm nệm bằng nước. Mình nổi ở trong cái cung điện đó. Nhưng mà đến khi mình ra đời á, thì hoàn cảnh nó thay đổi một cách rất là đột ngột. Khi mà ra đời thì mình lìa cái chỗ ấm áp đó, mình đi ra một cái chỗ mà nó cứng hơn. Dầu người ta có dùng bông gòn hay là nệm hay là vải thì nó cũng thế nào mà mềm mà như là cái khung cảnh ở trong tử cung được. Trước hết là người ta lấy cái kéo người ta cắt cái dây rốn của mình. Rất là tội nghiệp tại vì mình chưa biết gì hết. Vậy bây giờ phải tự túc, phải tự thở lấy. Mẹ không còn thở cho mình nữa. Và khi anh mới sinh ra là anh phải tập thở cái hơi thở đầu tiên. Anh phải tập thở vào. Mà chưa có ai dạy cho anh tập thở vào hết. Nếu anh không thở thì anh chết. Thật cái giờ phút mà sinh ra là giờ phút thập tử nhất sinh. Cái giờ phút rất là nguy hiểm. Nếu không thở thì sẽ chết thôi. Giờ phút đó là giờ phút nguy hiểm cho bà mẹ. Giờ phút đó là giờ phút nguy hiểm cho đứa con. Và đứa bé phải làm sao thở được cái hơi thở đầu. Mà làm sao nó thở được như mình breathing in, I know I'm breathing in được. Nó đâu có biết gì đâu. Mà thở vào cũng là khó lắm. Là tại vì muốn thở vào á, thì phải làm sao cho nó thông. Mà trong phổi đó, trong cổ họng nó, lúc mới sinh nó có những cái chất nước. Và nếu nó không có hắt hơi ra được để đưa mấy cái chất lỏng đó ra khỏi thì nó không thể nào thở vào hơi đầu tiên được. Thành ra bắt buộc nó phải làm thế nào để hắt hơi một cái để cho những cái chất lỏng ở trong phổi, ở trong cuống phổi nó ra thì anh chàng mới có thể thở vào hơi đầu được. Đó là giây phút rất là crucial, rất là quan trọng cho đứa bé. Đó là giây phút sống chết. Thành cái sự sợ hãi, cái tâm niệm gọi là sợ hãi, sợ chết đó, nó phát sinh ra trong cái giây phút đó. Nếu không thở thì chết. Vậy cho nên cái bạn đang tìm đủ mọi cách để có thể hắt hơi một cái rồi thở vào hơi đầu tiên. Và cố nhiên là nó không có dễ chịu. Và vì vậy cho nên em bé khóc oa oa. Khóc oa oa là tại vì cái lúc đó không phải là một lúc dễ chịu. Phải vận dụng hết tất cả sức mình để sống sót, để survive. Vấn đề sống sót, vấn đề survive. Giây phút đó rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên đó không phải là một giây phút hạnh phúc, đó là giây phút khổ đau. Và vì vậy cho nên thường thường giây phút đó em bé khóc lên oa oa. Thì em bé khóc là tỏ lộ sự sợ hãi, sự đau khổ. Nhưng mà người lớn rất là mừng, biết rằng đứa con đã sinh ra rồi. Nghe tiếng khóc của trẻ thơ, ai cũng mừng hết. Thì cái lúc đó mình thấy rất rõ là cái tâm hành gọi là sợ hãi nó được phát sinh.
nỗi niềm sợ hãi khá lớn. Và đồng thời với cái tâm hành sợ hãi là có một tâm hy vọng, ham muốn làm thế nào để sống sót. Nó có một cái ý chí muốn sống, muốn sống sót, the will to survive. Hai cái đó nó sinh ra một lần. Cái sự sợ hãi với sự ước muốn, hai cái tuy là gọi là hai, nhưng mà hai cái đó là một, và nó sinh ra một lần từ cái khi mà mình mới sinh ra. Và em bé đã thở được rồi, đã thở ra, thở vào được rồi. Và bà mụ, cô đỡ, đã đặt nó vào trong một cái nôi êm rồi, tạm xong xuôi. Nhưng mà cái nỗi sợ đó, nỗi sợ hãi đó, cũng như là cái ước muốn đó, nó vẫn còn. Tại ngày xưa đâu có phải làm cái gì đâu. Mẹ uống cho mình, mẹ ăn cho mình, mẹ thở cho mình. Thì bây giờ đây, cái cuốn rúng đã bị cắt rồi. Mình đói, bắt đầu thấy đói, bắt đầu thấy lạnh. Và mình nghe một cái âm thanh của cái bước chân của ai đi tới. Rồi sau đó mình thấy người ta chùi cho mình một cái bình sữa để vào trong miệng mình. Mình cảm thấy dễ chịu, rồi mình mấp máy hai cái môi và mình bắt đầu nuốt. Mình thấy khỏe, mình nuốt được chừng vài một phút mình thấy khỏe. Rồi tâm tư mình ghi nhận lại tất cả những kinh nghiệm đó. Khi mình đói thì mình có cái ham muốn, mình có sự trông chờ. Tại sao cái âm thanh của những bước chân quen thuộc kia mình không có nghe, nằm ở trong nơi mà cứ chờ cái bước chân của người kia. Bước chân của người kia có thể là bước chân của bà mẹ hay là của cô y tá. Và bước chân đó rất là quen. Em bé học rất là mau. Em bé làm cái máy tính rất là nhạy cảm và nó học rất mau. Nó biết được những cái âm thanh của bước chân đó, nó có nghĩa là sẽ có sữa. Nó có nghĩa là sẽ có cái mền đắp lên. Và vì vậy cho nên nằm đó nó trông chờ. Nó trông chờ những cái âm thanh đó, những cái giọt sữa đó. Và đôi khi có những cái tiếng ru đó làm cho nó bớt khổ, nó ngủ được. Và nó có những nhu yếu. Sự thật là nó mới sinh, nó không có khả năng gì hết. Nó có hai tay, nó có hai chân, nhưng mà hai tay nó đâu có làm được gì đâu. Hai chân nó cũng có đi được, hoàn toàn là bất lực. Phải có một người nào khác để lo cho mình. Và vì vậy cho nên ngay lúc đó đã có bắt đầu có tình yêu rồi. I need someone to take care of me. Ta rất cần người để chăm sóc cho ta. Tình yêu của anh, tình yêu của chị nó phát sinh từ cái gì đó. Nếu bây giờ mình đi lang thang, mình đi kiếm một người bạn đời ấy, là chẳng qua đó là sự tiếp nối của cái ước mơ hồi còn bé thơ mà thôi, không có cái gì mới đâu. Nếu bây giờ mình cảm thấy đơn độc, mình cảm thấy không khó có thể sống một mình vẫn đi tìm được một người để sống đời lứa đôi, thì cái đó không phải là cái gì mới đâu. Cái đó là sự tiếp nối của cái ngày xưa, là một mình không thể nào sống còn được. Mình phải có một người chăm sóc mình.
người đó ngày xưa là má, nhưng bây giờ người đó phải là em hay phải là anh để thay thế má. Cái sự thật là như vậy. Cái ước muốn của mình bây giờ chẳng qua là sự tiếp nối của cái ước muốn ngày xưa. Cái sự sợ hãi, cái hy vọng của mình bây giờ cũng chẳng qua là sự tiếp nối của sự sợ hãi, mong chờ ngày qua, ngày xưa. Mong muốn được sống sót, mong muốn có một người lo cho mình, tại vì mình bất lực không làm gì được. Dù mình lớn lên 20 tuổi, 30 tuổi, mình có thể tự làm lấy hết, nhưng mà cái mong muốn kia, cái cảm tưởng là một mình không có thể sống sót, nó vẫn còn. Vì vậy cho nên mình phải đi tìm một người, ít nhất là một người để lo cho mình. Thành ra tất cả những cái đó mình phải quán chiếu, mình phải thấy sự phát sinh, sự trưởng thành của những cái tâm niệm, những cái tâm hành. Trong đó có tâm hành sợ hãi, tâm hành lo lắng, tâm hành giận dữ. Và tuy là em bé đang còn nhỏ, chỉ có mấy ngày thôi, mấy tuần thôi, nhưng mà nó học rất là mau. Và nó đã biết cách làm thế nào để có một ít quyền lực, bắt người ta phục vụ cho nó. Nó khóc, nó la, nó ré, nó đạp, tất cả những cái đó đều là những cái chiến thuật của nó hết rồi. Nó đòi. Đôi khi mình tưởng là cái nụ cười của nó là nụ cười rất là thiên thần, nhưng đôi khi nó cũng là nụ cười ngoại giao đó. Tại vì má thấy nụ cười đó má mê quá đi. Má thấy nụ cười đó thì muốn gì mà má cho hết. Thành thử đó đừng có tưởng cái nụ cười đó chỉ là nụ cười thiên thần không. Nó là nụ cười ngoại giao đó. Và em bé khôn lắm, đừng có tưởng. Dùng đủ mọi cách để mà thao tác, để mà manipulate. Và mình đã như vậy rồi từ hồi còn nhỏ. Vì vậy cho nên lớn lên mình tiếp tục như vậy. Mình lấy, mình hờn với cái người kia, chẳng qua chỉ là sự tiếp nối của ngày xưa. Bây giờ đối với người yêu mình cũng lấy, cũng hờn, cũng làm vẽ này, vẽ kia. Thì mấy cái đó không có gì mới đâu. Mấy cái đó toàn là sự tiếp nối của ngày xưa hết. Rồi về trên quán chiếu là phải thấy được những cái tâm hành kia. Nó phát sinh như thế nào, nó trưởng thành như thế nào và nó chuyển hóa như thế nào. Và mình phải thấy được cái giận, cái hận thù của mình, cái sự giận dữ của mình, nó đi đôi với cái sự tham vọng, cái hy vọng của mình. Hy vọng được sống sót. Và muốn sống sót thì phải đi tiêu diệt cái người kia, tại vì người kia có thể là một mối đe dọa cho mình. Hai cái nó dính lại với nhau, tham vọng và hận thù. Cho nên trong kinh đã đưa hai cái đi với nhau, tham vọng và hận thù. Và cái thứ ba là sợ hãi. Tham vọng, hận thù và sợ hãi. Thì đối với tham vọng thì nó có cái tâm hành vô tham, có cái từ và cái bi, cái loving kindness với cái compassion để mà chuyển hóa. Khi mà mình có từ và có bi thì mình chuyển hóa được hận thù, giận dữ. Và vì vậy cho nên phải tập như thế nào để chế tác được từ và bi. Tại vì từ và bi là những cái antidote, những cái thuốc trị hận thù. Thì tu tập như thế nào mà đem lại
cái từ và cái bị. Mình biết rất rõ là trong tàn của mình đó, nó có sự hận thù, nó có sự lo lắng, nhưng mà nó có hạt giống của từ và của bi. Dầu cái hạt giống của từ và của bi nó đang còn rất là nhỏ, nhưng nếu mình biết cách tưới tẩm và nuôi nấng thì nó có thể càng ngày càng lớn lên. Và khi hạt giống của từ và của bi nó lớn lên thì mình lấy năng lượng đó, mình quán chiếu thì mình có thể thay đổi được, chuyển hóa được cái sự hận thù. Và ở trong kho tàng văn học A Tỳ Đạt Ma, mình học được rất là nhiều về những cái phương pháp thực tập để làm phát sinh ra cái tâm niệm từ và bi. Khi mà có năng lượng từ và bi thì mình chuyển hóa được những cái hận thù, những cái sợ hãi của mình rất là dễ dàng. Ví dụ như là mình học rằng là mình có một cái tâm hành gọi là niệm, là chánh niệm, tức là trái tim của sự thực tập ở lần mai. Niệm tức là đem tâm để ý tới cái đó, nhận diện cái đó. Và khi mà mình duy trì cái niệm của mình cho nó vững chãi, cho nó lâu bền, thì mình chế tác được cái định, tức là cái sự tập trung. Mà khi có niệm và có định rồi thì thế nào mình cũng thấy được cái gì đó, thì cái đó gọi là tuệ. Thì trong khi cái tâm của mình nó có những cái đường đi nẻo về, gọi là tâm hành nẻo về của tâm, nẻo về của ý. Bây giờ khoa học thần kinh họ có nói tới những cái nẻo đi nẻo về của các tế bào thần kinh, gọi là neuro pathway. Nó có những cái nẻo đi của thần kinh mà mình đi quen rồi, hay mình đụng vào cái chỗ này thì nó dẫn mình đi tới chỗ đó rất là mau. Ví dụ như mở ra một cái tờ báo, mình thấy một cái quảng cáo. Cái quảng cáo đó nó đánh động cái thèm muốn của mình. Thì xúc tiếp với cái hình ảnh trong quảng cáo đó, thì cái con đường của thần kinh nó dẫn mình tới cái sự ham muốn. Và khi mà cái ham muốn nó nảy lên cái thì trong người của mình nó bất an, mình đi tìm để thỏa mãn cái ham muốn đó. Mình đã đi ngang qua một cái neural pathway rất là mau chóng. Và dù trong quá khứ mình đã đi qua cái con đường thần kinh đó rồi, mình bị kích thích, rồi cái sự kích thích đó
tác ý. Nó có cái tâm hành gọi là tác ý. Tác ý gọi là attention. Khi mà cái tâm ý của mình nó chú vào cái đó thì gọi là tác ý. Mà khi mà tác ý về những cái đối tượng của dục á, hay của sân á, thì cái tác ý đó nó đưa mình đi qua cái neural pathway để tới cái sân rất là mau. Mình chỉ cần nghe một câu thôi, mình chỉ thấy một cái thôi, tự nhiên cái dần cái hận thù của mình nó đùng đùng nó nổi dậy rất là mau. Vì vậy cho nên cái tác ý đó ở trong đạo Phật gọi là phi như lý tác ý, tức là inappropriate attention. Attention. Còn khi mà mình, cái ý của mình để vào những cái mà gọi là sẽ có tác dụng lợi lạc. Ví dụ như là mình có tiếng chuông và mình để ý tới tiếng chuông thì cái đó gọi là như lý tác ý, appropriate attention. Và khi mà mình để ý tới tiếng chuông rồi và mình duy trì cái ý thức của mình với tiếng chuông đó thì tiếng chuông đó nó sẽ giúp cho mình nhớ thở, làm lắng dịu lại cơ thể. Thành ra cái neural pathway, cái con đường thần kinh đó, nó đi từ tác ý, nó đi tới niệm, từ niệm nó đi tới định, từ định nó đi tới tuệ, từ tuệ nó đi tới hạnh phúc và giải thoát. Thì có những người nghe tiếng chuông mà không có để ý, tiếng chuông đối với họ không có giá trị gì cả. Tới chùa cũng vậy, nghe tiếng chuông lia lịa nhưng mà không có thực tập, chỉ để ý tới đi gặp người này người kia để nói chuyện thôi, tới chùa là để ý như vậy đó. Nhưng mà có những người thực tập, họ tới chùa tuy là đông như vậy mà nghe tiếng chuông cái thì tự nhiên họ dừng lại, họ thực tập như lý tác ý và họ để lòng theo tiếng chuông, họ thực tập lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm, và tự nhiên cái thân cái tâm của họ lắng dịu lại, họ duy trì cái sự lắng dịu đó, cái niệm nó đưa tới sự lắng dịu, nó đưa tới sự tập trung, và họ bắt đầu họ thấy sướng quá, mình đang ở trong chùa, mình đang được gặp thầy, mình đang được có tăng thân, mình có cơ hội để sống giây phút hạnh phúc. Thì cái neural pathway này, con đường của thần kinh này, nó đi từ tác ý, đi quan niệm, đi tới định, đi tới tuệ và đi tới hạnh phúc, lạc, an lạc. Cái đó là nhờ tác ý đúng, gọi là như lý tác ý. Còn phi như lý tác ý, ayoniso, ayoniso manaskara. Manaskara tức là tác ý đó. Ayoniso là phi như lý tác ý. Thì ngược lại, mình để tâm vào một cái đối tượng quảng cáo. Cái đối tượng quảng cáo đó, nó đưa tới tà niệm. Nó không đưa tới chánh niệm, nó đưa tới tà niệm. Nó làm cho mình nhớ lại ngày xưa, một giây phút hưởng thụ, một giây phút tiêu thụ.
và nó bắt đầu nó đốt cháy mình. Rồi cái tâm của mình không nghĩ tới chuyện khác. Tức có bao nhiêu điều hay, điều đẹp xung quanh mình không có để ý, mình chỉ để ý tới làm thế nào để đi tìm, kiếm được cái đối tượng đó để mà để tiêu thụ thôi. Và cố nhiên cái tà niệm đó nó đưa tới cái nhận thức là nếu không có mua được cái đó, nếu không có cái đó để tiêu thụ thì chắc là mình phải chết thôi. Và vì vậy cho nên xa cách bao nhiêu, tốn bao nhiêu cũng phải đi tìm cái đối tượng đó để tiêu thụ, rồi mình sẽ chết với cái đó. Ở Việt Nam ngày xưa nó có những người ghiền thuốc lào, có cái ống dài ghiền thuốc lào hút nhiều rồi nó đau phổi, người ta nói là phải ngưng thuốc đi thôi. Thì có một thầy nói rằng anh phải ngưng hút thuốc lại, thì anh này nghe lời đào một cái lỗ chôn cái điếu hút thuốc xuống lắp lại, từ nay ra đi sẽ không có rồi hút thuốc nữa, tôi hút thuốc là chết. Có hạt giống tự giác, nhưng mà tại vì một mình á, không có bạn, không có người để yểm trợ, cho nên thực tập không có giỏi. Cho nên có bữa tối đó nhớ thuốc lào quá, phi như lý tác ý nhắc cho mình biết là ngày xưa có những lúc mình rít một cái hơi thuốc lào xong sọc sao nó khoái quá, đã quá. Thì ban đêm lúc 12 giờ đi tới chỗ đó đào cái ông điếu lên rồi đi hút trở lại, rớt trở lại. Thì những cái người gọi là drug addict sao cũng như vậy thôi. Họ rất là muốn bỏ ma túy nhưng mà không bỏ được. Là tại vì không có tăng thân, không có tự giác để tự giác đủ. Tự giác họ có nhưng mà không có đủ mạnh và không có tăng thân. Cho nên mới có câu cái dao đó. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Đó là câu cái dao ngoài Bắc. Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Mình ví dụ người yêu của mình là thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Mình sống với người kia, lên xuống chìm nổi, khổ quá trời. Vậy mà bỏ cũng không có được. Nó làm cho mình, cái người kia đã làm cho mình lên xuống quá nhiều, khổ đau quá nhiều, hề lì quá nhiều, bỏ cũng không có được. Cái đó là do thiếu tuệ giác, thiếu tăng thân. Cho nên cái phương pháp của đạo Bụt á là phải khám phá ra những cái con đường tâm và làm cho những con đường đó nó trở thành ra dễ đi. Những người chưa tu thì chưa có những cái neural pathway rõ ràng như vậy. Nhưng mà người tu được một ngày, hai ngày thì bắt đầu cái đường mòn thấy rõ và nó đưa tới. Hễ có như lý đắc ý thì thế nào cũng sẽ có chánh niệm. Mà từ chánh niệm nó đi sang chánh định, rồi đi tới tuệ, rồi đi tới hạnh phúc. Đi tới từ và đi tới bi. Khi mà có từ và có bi rồi thì không có hận thù nữa, không có tham vọng nữa, và lúc đó có hạnh phúc. Ở dưới Sông Hà mình có một con đường mà tăng thân thường hay đi cầm bình bát để đi khất thực.
đi từ nhà ăn cho tới thiền đường. Nhưng mà đi khỏi cái, khi mình đi khỏi cái thiền đường Cam Lộ thì nó có một đường tắt đi sang bên tay phải. Đường tắt đó ngày xưa không có, cỏ là cỏ thôi, nhưng mà có nhiều người gấp gáp thành làm nó thành ra một cái shortcut. Và bây giờ nó khá lớn rồi nữa. Ngày hôm qua thầy cũng đã đi con đường đó để đi ra thăm cái cành mai mà các sư cô cắm ở trong thiền đường. Bây giờ nó nở hoa rất là đẹp. Thì ở trong cái óc của mình cũng vậy, nó có những cái neural pathway mà chưa khai phá. Và nếu mình là người thực tập giỏi thì mình bắt đầu mình khai phá những cái con đường có tâm ý, những cái neural pathway đó. Và trong kinh chỉ rất là rõ, mình có 52 cái tâm hành, và trong đó tác ý là một tâm hành, niệm là một tâm hành, định, tuệ, từ bi đều là những tâm hành hết. Mà nếu mình biết ngồi quán chiếu thì mình đi từ cái tâm hành tác ý đi sang tâm hành chánh niệm, chánh niệm đi sang chánh định đi sang tuệ, tuệ đi sang từ bi, thì mình chế tác được từ bi, thì mình chuyển hóa được, mình làm cho nhỏ bé đi, mình làm cho yếu đi cái hận thù và cái tham vọng của mình. Và nếu mỗi ngày đều làm như vậy thì cái nẻo đi kia nó càng ngày nó càng dễ. Và mỗi khi đi thì đi rất là mau. Muốn có từ, muốn có bi, chỉ cần nhấn cái nút ở chỗ này thôi. Nhấn cái nút, từ bi nó tới liền tức, đi ngang qua niệm, định và tuệ rất là mau. Và niệm, định, tuệ là những cái sự luyện tập của mình. Mình biết rất rõ là nếu mình đi theo con đường cũ là phi như lý tác ý thì sẽ dẫn mình tới tà niệm. Tà niệm tức là nhớ nghĩ những cái chuyện không có nên nhớ nghĩ. Và nhớ nghĩ như vậy không có thể quên ra đi được. Cũng giống như là nhớ thuốc lào, không thể nào quên đi được. Đi tìm cái chỗ mình chôn cái ống điếu mà đào thôi. Và khi mà đào lên hút rồi thì nó lại có sự say sưa, nó có sự dằn vặt trở lại. Thì mỗi người chúng ta đều có cái tập khí. Nếu chúng ta không có ghiền thuốc lào thì chúng ta ghiền cái khác. Mình phải biết rằng mình đang ghiền cái gì. Và mình biết rằng mỗi khi mình có tác ý, tà tác ý, thì cái tà niệm của mình nó sẽ dẫn mình đi tới cái đó. Và mình đã đi nhiều lần rồi, và mình biết rằng mỗi lần đi như vậy là khổ. Vậy mà cứ ngửa theo lối cũ, cứ đi hoài để tiếp tục khổ năm này sang năm khác. Cho nên phải cương quyết tìm con đường mới, phải tạo ra những cái lối đi mới, phải có những cái neural pathway mới mà trong kinh dạy rất là rõ. Bắt đầu bằng như lý tác ý, tổ chức như thế nào để mỗi ngày hay để ý tới cái gì thì cái đó nó sẽ đưa tới niệm, đưa tới định, đưa tới tuệ, đưa tới từ, đưa tới bi. Và như vậy thì mình sẽ khỏe, mình sẽ giải thoát, mình sẽ không bị vướng mắc vào những cái đối tượng của sợ hãi, của hận thù, của thèm khát. Đó là xả não giải. Làm thế nào để buông bỏ, để cởi trói
cho những cái phiền não kia. Những cái phiền não kia tức là hận thù, tham vọng và sợ hãi. Và biết được rồi thì từ từ mình thấy được con đường đi sang bên kia, con đường đi sang bên kia nó mau lắm, chứ không phải nó lâu lâu dài đâu. Hãy biết cái phương pháp như lý tác ý thì mình có thể tiếp xúc được với chánh niệm. Chánh niệm đưa tới chánh định, đưa tới tuệ giác, và tự nhiên trái tim của mình mở ra, có từ, có bi, mình khỏe. Hận thù không có làm gì mình được nữa. Tham vọng không có làm gì mình được nữa. Lời kinh rất là hay, rất là gọn. Chúng ta rất là có phước mới được học được những cái kinh như vậy. Trong một cái khung cảnh hận thù nhiều thì mình nghe và mình thấy những cái nó tưới tẩm cái hạt giống của hận thù trong mình, và mình sẽ đi theo. Mình sẽ đi theo cái đám đông, và mình cũng sẽ hành động trên cái cơ bản hận thù đó. Và vì vậy cho nên quán chiếu để thấy được rằng không những mình khổ mà người kia cũng khổ. Không những mình là nạn nhân của bạo hành, của bạo động, mà những người đã được gửi qua để giết mình, để đàn áp mình, họ cũng là nạn nhân. Và quán chiếu như vậy thì cái sự hận thù nó có thể được chuyển hóa. Cái người khủng bố cũng là nạn nhân. Mà cái người chống khủng bố cũng là nạn nhân. Họ cũng là nạn nhân của sợ hãi, của hận thù, của tham vọng. Thì ngày xưa trong chiến tranh Việt Nam, thầy có viết một bài để dặn dò các đệ tử. Trước khi thầy rời đất nước vào năm 1966 để đi kêu gọi vận động chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Thầy rời đất nước vào tháng 5, như ngày 11 tháng 5 năm 1966. Và trước khi đó thì thầy đã viết cái bài thơ này là dặn dò đệ tử. Xin hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời, và giữa trưa đứng bóng, rằng không bao giờ em thù hận con người. Dù con người có đổ lên đầu em ngọn núi hận thù tàn bạo, dầu có người giết em, dầu có người móc mật moi gan em, đẩy ái em vào hang sâu tủi nhục, em vẫn phải nhớ lời tôi căn dặn: kẻ thù chúng ta không phải con người. Xứng đáng chỉ có tình xót thương, vì tôi xin em đừng đòi điều kiện, bởi vì không bao giờ oán hờn lên tiếng đối đáp được với sự tàn bạo con người.
promise me this day, while the sun is overhead. Even as they strike you down with a mountain of hate and violence, remember, brother, man is not our enemy. Just your compassion, just your love, invincible, limitless. Hatred will never let you face the beast in man. And one day when you face this beast alone, your courage intact, your eyes kind, and out of your smile will bloom a flower. And those who love you will behold you across 10,000 worlds of dying and birth. Alone again, I will go on with bent head, but knowing the immortality of love. And the long, on the long, rough road, both the sun and the moon will shine, lightening my way. Promise me this day, while the sun is overhead, even as they strike you down with a mountain of hate and violence, remember, brother, remember, sister, man is not our enemy. Thầy, trước khi đi, Thầy để lại bài thơ này. Và một trong sáu anh chị tiếp hiện được thọ giới lần đầu tiên ở tại chùa Pháp Vân. Chị đó tên là Nhất Chi Mai. Năm 67 thì chị đã tự thiêu để kêu gọi hòa bình. Và trước khi chị thiêu thì chị đọc bài này để lại cho ba mẹ và cho chủ tịch nước miền Bắc và miền Nam. Thầy Pháp Niệm sẽ lên hát cho mình nghe. Thầy có thể mời một vài vấn đề khác lên hát cho mình nghe bài này bằng tiếng Anh. Có thể sư cô chân không biết bằng tiếng Pháp. Có anh Đức thầy sĩ, anh có thể hát cho mình nghe bằng tiếng Việt. Sư cô chân chuẩn bị những nơi nào bài tiếng Việt á. Có ai đi kiếm cho thầy cuốn tập thơ Xin hứa với tôi hôm nay, trên đầu chúng ta có mặt trời và giữa trưa đứng bóng, rằng không bao giờ em tù hẳn con người. Thầy có bản tiếng Anh, thầy có bản tiếng Anh này, 7-8 bản. Mời sư cô chân không lên hát với thầy Pháp Niệm. Đâu cần dịch, lên đây đi. Có Pháp Linh hát không? Mời Pháp Linh lên hát không? Có Đần, Pháp Lai, ai nữa? Có các sư cô, định, Tuệ Nghiêm, Định Nghiêm lên đi. Con lên điểm trợ. Có tiếng Anh đây. Thơ của thầy Nhất Hạnh, nhạc của các cha ở tu viện Western Priory ở tiểu bang Vermont. Đứng dậy người ta thấy mình chứ hả? Ngồi lên trên cao để người ta thấy mình chứ. Có ai nữa? Hành Nghiêm. Cô Thoại Nghiêm, lên hát đi. Cô Thoại Nghiêm à, lên đây.
Just compassion.